Wonderland bà con ạ. Đi theo cháu gái này, là cho cừu ăn. Và đây là nắm rau muống vừa hái được để cho cừu ăn. Có mở cổng cho bác nào. Đóng cổng vào không cừu nó ra. Xít nha. Xít ở dưới chân đó. Xít hả? Đây là các bạn trẻ đang selfie tự sướng. Khung cảnh rất là đẹp đấy, nhìn thơ phết đấy. Quá nhỉ, hình như bác đi sai chỗ hay sao ấy nhỉ? Chết cha. Bác dẫm vào seat của nó rồi. Mình đi. Ai mở ra đấy? Sao con mở ra được à? Mở được không bác? Đây là chuồng của nó nhưng mà ra phải đóng cửa vào. Ừ. Không là con cừu nó chạy ra nó ăn hoa đằng kia kìa. Bọn nó thích hoa lắm. Nào nào. Hoa à? Ừ, hoa đằng kia. Bè. Bè, rau muống đây, rau muống đây, tao vứt tất cả xuống mén nhá. Bác đút cho nó mới ăn cơ. Ấy. Bác đút cho nó mới ăn cơ. Múc bang siêu giòn. Múc bang đi. Múc bang siêu giòn đi. Này anh ăn không? Ăn này. Không ăn. Chắc là lò rồi. Không. À đây. Múc bang siêu giòn. Bác để chúng, anh để chúng nó ra đi. Anh đi xa để chúng nó ra đi. Cho bác Khánh quay được tận cảnh. Thế được rồi. Còn 4 con cơ. Cái con mặt dày kìa. Trông giống mặt ếch à? Cái con kia mặt dày. Ờ, giống mặt ếch nhỉ? Không phải. Con này mình ra kia hái hoa nó biết ăn cơ. Mấy con này ăn hoa cơ. Chết thật. Đi. Đây là những con cừu là trang trại người ta nuôi để người ta thịt làm vật làm thú thú nuôi làm thú cảnh cho bọn trẻ con nó chơi. Gật đầu. Đấy bác Khánh cho chúng nó ăn. Bác ơi bác ra nhìn. Cẩn thận chạy rắm một xít đi con ạ. Đi đâu ấy? Thôi được rồi, đi về đi. Đóng cửa vào cho nó vào đi. Con vỗ đít nó cho nó vào. Hay đá đít nó. Ừ. Liếm nhờ rồi. Chạy lấy gì? Từ từ thôi. Anh lấy liếm nào. Anh dẫm hết vào xít của nó rồi. Đây, một đội đang ra đây. Cài hoa lên đầu nó. Nay trời mưa nó ướt đi lại nó hơi khó khăn. Đi về cho các anh này anh xem. Tâm ơi. Ôi. Ôi. Mèo nó vào tận đây à? Rồi nha, chào mọi người.